Rồi lại là em đây cả nhà ơi, lời nói đầu tiên em xin chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe nha. Công việc làm ăn mua bán ngày càng thuận lợi hơn và phát triển hơn ha. Thì hôm nay em mới về một con Kia nè, Kia thùng kính nha, đời 2005 ha, K2007. Thì anh chị em bà con nào muốn mua con xe Kia đời thấp thì hãy theo dõi em và đi theo chân của em. Xem hết cái video này để coi em giới thiệu tổng thành chi tiết con xe để cho bà con mình cùng xem và tham khảo nó như thế nào, giá cả nó như thế nào ha. Thùng sàn nó, nội thất nó, đẹp vỏ lốp nó như thế nào thì em sẽ báo hết chi tiết trên một cái video này. Mong anh chị em bà con mình bỏ ra chút ít thời gian để theo dõi em review con xe này, để em quảng cáo xe này, em giới thiệu cho bà con mình con xe này, coi thử chất lượng nó như thế nào, nó coi thử nó còn được bao nhiêu phần trăm. Thì bà con mình hãy dành ra cho em chút ít thời gian và bây giờ hãy đi theo dõi video này nha. Rồi, chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe nha. Đó, một ngày làm việc thật hiệu quả và thật tốt nha mọi người. Đó, mong sao bà con mình sẽ có cái dịp lễ 2 tháng 10 thật là sum vầy và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Chúc cho chị em của mình ngày càng xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn ha. Thuận lợi trên công việc làm ăn và gặt hái được nhiều thành công hơn, nhất là sự trẻ đẹp ha. Thì bây giờ em sẽ quay và giới thiệu cho bà con mình tổng thành chi tiết con xe K2007 đời 2005 này ha. Con này hầu như là 6 cái vỏ mới thay nè. Đó, bốn vỏ sau là còn như mới nha. Xe này em mua của chủ vá vỏ luôn. Đó, xe này là của chủ vá vỏ luôn. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết tổng thành từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong, từ A tới Á cho bà con mình cùng xem luôn nha. Thì con xe này anh em xin báo giá luôn, anh chị em bà con nào thật sự muốn mua thì cứ liên hệ lại với em ha. Em bán con xe này với giá là 92 triệu nha. 92 triệu sở hữu liền tay lên ngay em nó về với đội của mình nha mọi người. Đó, đời 2005 nha, con này đăng kiểm mới luôn, con này không có máy lạnh nha, bà con về có thể lắp ráp thêm. Đó, con này đời 2005 mới đăng kiểm luôn, con này đăng kiểm còn tới tháng 4 ha, đầu tháng 4 năm 23. Đó, xe thì bao vip. Đó, xe thì nội thất rất là sạch sẽ ha, máy móc đồ khá là ok luôn. Thì bây giờ em sẽ quay hết tổng thành chi tiết phần ngoại thất nội thất cho bà con mình cùng xem. Vỏ đầu của nó nè, vỏ đầu nó nè còn cỡ khoảng 70% nha, 70% ăn lên nha. Đó, nói chung là bốn vỏ sau là mới vừa thay luôn. Đó, nó như mới đăng kiểm mới nha. Đó, vỏ bên này nữa, vỏ này cũng vậy luôn, cũng 70%, đồng sơn thì không có gì phải bàn hết nha mọi người. Con này có cửa hông nha, con này có một cửa hông thùng màu trắng ha. Xe nói chung còn khá là liền xe và khá là sạch xe nha. Bà con là thực sự ưng ý xe này cứ alo lại cho Tổng An Phát nha, qua số hotline của em. Bà con nào xem được video, nếu mà chưa đăng ký kênh thì bấm vào nút đăng ký kênh ở dưới góc màn hình bên phải nha, còn nhấn vào cái chuông nha để em lên được em lên sóng những cái con xe tiếp theo bà con mình ha. Đây ha, đây là phần nội thất của em, nó rất đẹp và rất là sạch sẽ gọn gàng nha. Thì nói chung theo năm tháng thì nó cũng mờ theo năm tháng với nó, mà rất đẹp, rất sạch sẽ, so với những cái giờ đời cao thì không dám nha. Đó, so với cùng đời thôi, cùng đời của nó ha, tầm giá tiền của nó thôi, 92 triệu nha, sở hữu liền tay trên ngay em nó về với đội của mình nha cả nhà. Đó, con này có cửa hông nè ha, vẫn mở ra được hết nha mọi người. Đó, hồi đó em sẽ mở luôn ở cánh cửa ở phía sau ra cho bà con mình ha. Này vá vỏ thôi, thùng sàn sàn inox nha, rất là đẹp xe. Em quay luôn cái thùng sàn là em sẽ lên nổ máy anh chị em bà con mình xem nha. Đó, thùng sàn thì không có gì phải bàn đâu nha, không gì phải bàn nhiều đâu. Đó, kèo cột rồi còn cứng cáp lắm, xe thùng thời bao cứng cáp luôn, giá 92 triệu ha. Đó, bà con nào thực sự muốn mua thì alo sớm cho em ha, mới vừa rửa nè, mới rửa lúc nãy nè. Chúc cho chị em mình ngày 20 tháng 10 tràn đầy hạnh phúc ha, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống cũng như là trong công việc mình đang làm nha. Đó, cùng sàn thì không có gì phải bàn, phải nói nhiều hết. Đó, xe này thì nói chung còn liền xe, còn sạch xe, mua về hoạt động luôn nha. Bà con nào mua thì em sẽ miễn phí thay nhớt máy cho mọi người ha. Nhớt máy này nó cũng đen rồi, nó cũng tệ nhớt máy rồi, thì mua thì em sẽ khuyến mãi nhớt máy cho bà con của mình. Nhớt máy này thì phải tầm 300-400 thôi chứ không nhiều đâu, em tặng luôn cho bà con của mình nha. Đó, nhớt máy. Về phần nhớt máy thì anh chị em bà con mình mua lăn bánh là em thay nhớt máy cho mọi người, không nói em cũng thay luôn. Xe thì nội thất sạch sẽ liền lạc ha.
Rồi bây giờ không có nói vòng vòng xàm xàm nữa, em lên trực tiếp luôn, em quay cho bà con mình coi cái nội thất nè. Đó. Nội thất thì tương đối còn sạch sẽ liền lạc ha, đó sạch sẽ liền lạc, không có gì phê bàn nhiều hết nha. Cái này nó hở ra, bung cái máy này để em dặn nóc vô luôn, chứ còn cái kết nó còn sạch sẽ ha, không có gì hết, mà nó bung cái đó nó bị gãy chấu thôi. Đó. Rồi bây giờ em sẽ đề máy cho bà con mình nghe âm thanh tiếng máy của nó, coi thử nó như thế nào nha, để bà con mình biết rõ thực tế cái xe hơn nha. Giờ em sẽ lên đề máy cho bà con mình nghe âm thanh tiếng máy là cụm đèn phía trước. Nó theo năm tháng thì nó cũng ố mờ rồi, cái này bà con nào mình mua thì mình có thể là về mình tẩy ố rồi ra cho nó sạch sẽ nó đẹp ha. Còn cần thiết nữa bà con mình có thể mua cụm đèn mới luôn, cụm đèn mới xe này nó cũng rẻ, nó có mấy trăm ngàn một cái thôi, tầm triệu mấy một cặp đó. Rồi bây giờ cái nội thất thì em soi nãy rồi, giờ em lên em đề cho bà con mình nghe âm thanh tiếng máy của nó như thế nào nè. Đó. Cái dàn táp lô nó rất là đẹp nha mọi người, táp lô đẹp nha, này là người ta dán dán tượng Phật, tượng Chúa nè, này là Chúa nè, bên đạo nè đó. Rồi bây giờ em đề máy cho bà con mình nghe âm thanh tiếng máy ha. Thường thường xe này thì nó sẽ có nút xông nha mọi người, đây nè, xông bên góc này nè. Em sẽ xông nó một cái nha. Xong nhẹ nó, con này thì gương kính chỉnh điện hết nha, gương kính chỉnh điện riêng bản nguyên bản nó luôn nha. Đó. Con này gương kính chỉnh điện hết luôn nha, hai bên ha, lên xuống bình thường vẫn đang hoạt động tốt ha. Rồi bây giờ không có vòng vòng xàm xàm nữa, mở luôn cái máy lên cho bà con mình xem cái máy móc nó như thế nào nha. Em ra phía bên kia em mở cái máy lên cho bà con mình xem ha. Máy con này thì mở nó hơi cầu kỳ một tí. Cái này bị lóc rồi. Em ra phía bên kia em mở lại cái cửa đó. Rồi ha, em mở cái máy ra sẵn luôn nè, cho nó dễ nhìn đi. Đó, ra, máy móc nè ha. Máy mới xịt rửa qua nha. Con này bà con nào mua thì em sẽ thay nhớt máy mới cho bà con của mình nha, cho nên bà con mình yên tâm ha. Đó, đó là tổng quan về chi tiết hết cái con xe Kia K2007 này nha. Anh chị em bà con nào thực sự muốn mua, muốn sở hữu em nó thì gọi ngay cho Tổng An Phát qua số hotline của em nha, số 0988 454 318 ha. Và đến đây cũng xin kết thúc cái video. Mong anh chị em bà con nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ em và đóng góp thêm ý kiến cho em để hoàn thiện những cái video sau nha. Rồi, xin chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe, công việc làm ăn mua bán ngày càng thuận lợi hơn và phát triển hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha.